mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với dự án tư vấn về bệnh lao thuộc chuỗi dự án tư vấn nhân dân để nâng cao hiểu biết của cộng đồng về những vấn đề sức khỏe phổ biến. Từ đó mà mỗi người có thể tự bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như bảo vệ sức khỏe của những người mà mình yêu thương. Tôi là bác sĩ Nguyễn Lê Bảo, bác sĩ chuyên khoa 1, hiện đang làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch. Tôi rất vui được tham gia dự án này để có thể chung tay góp phần thực hiện kế hoạch chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 cho Việt Nam thân yêu. Kỳ trước, chúng ta đã nói về thảm họa Covid và những điều mà nó đã làm đến chương trình chống lao của Việt Nam. Dĩ nhiên là ảnh hưởng nặng nề, tàn phá mọi mặt. Nhưng mà những nỗ lực của chúng ta đã bù lại được phần nào, dẫn đến là chương trình chống lao vẫn thực hiện được và hứa hẹn sẽ hoàn thành được mục tiêu vào đúng thời hạn. Còn hôm nay sẽ tập trung nói kỹ hơn về phần chăm sóc bệnh nhân lao dành cho người nhà, giống như là một phiên bản nâng cao hơn và đầy đủ hơn. Trong đó sẽ có phần làm mẫu, phần phân tích và bản kiểm để quý vị có thể thực hiện theo một cách chính xác. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm về hai anh em, trong đó có người anh là bệnh nhân lao. Chào vật dụng cá nhân, kỹ lưỡng, hỏi cần gì thì cho, vệ sinh phòng, rời phòng và vệ sinh thân thể. Yeah. Anh hai ơi, em vô nha, anh đeo khẩu trang vô đi đó. Em có bánh cho anh hai nè. Có lộc ăn, cảm ơn nha. Rồi sáng nay uống thuốc chưa đó ông? Rồi, hồi 8 giờ tao uống rồi. Không còn bị cào ruột như trước nữa hả? Thì theo lời bác sĩ dặn đó, ăn sáng lúc 6 giờ rồi xong sau đó là uống thuốc lúc 8 giờ, hết cào ruột rồi, được rồi. Có gì khó chịu thì nói em, để em hỏi bác sĩ, rồi cần gì á thì em chở đi khám nha. Ok. Ráng chữa bệnh cho khỏi thì muốn làm gì làm. Rồi, biết rồi, nói hoài. À nè, thuốc của anh hai nè. Cảm ơn đó, nha. Thuốc cho tháng sau luôn đó. Mày lấy thuốc ngoài trung tâm y tế đúng không? Dạ. Ủa? Sao thuốc này nhìn lạ quá vậy ông tướng? Không nha, thuốc không vậy? Người ta nói là sau 2 tháng điều trị thì đổi thuốc đó, em hỏi kỹ rồi. Có mấy người cũng điều trị hơn 2 tháng ở đó, thuốc y chang của mình luôn. Anh hay yên tâm. Thì thấy lạ thì hỏi. À, ngày mai tới ngày đi khám bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rồi đó anh. Ngày mai là 2 tháng rồi đó. Dạ. Đi thử đàm lại để coi âm tính chưa, rồi hết khả năng lây rồi thả tao ra khỏi đây đi. Trời ơi, 2 tháng trời rồi ở trong cái phòng này không có đi học đi làm được cái gì hết trơn trời á. Rồi ở trong đây có dòm 4 bức tường hoài à, buồn ơi là buồn, chán ơi là chán luôn. Buồn thì buồn thôi, cách ly vì cả nhà, vì người xung quanh, ráng chứ. Mà buồn con khỉ á, tối ngày có em với mẹ bưng cơm bưng nước rót, sướng quá còn gì nữa. Ủa? Sao nay không mở cửa sổ? Để em có được đâu. Hôm qua dặn máy lạnh mày ơi. Dạo này trời mát mà, bớt mở máy lạnh đi, mở cửa nhiều mới tốt cho anh. Rồi, biết rồi, để cái con vi khuẩn lao nó không có trụ ở trong phòng chứ gì, nó có ứ lại trong phòng chứ gì. Rồi, bác sĩ tư vấn tao có ngồi nghe với mẹ với mày mà. Đây là đồ dơ phải không? Để em đi ngâm nước sôi nha. Ủa? Giặt sạch rồi phơi nắng được rồi. Đâu có được đâu anh, cái này phải để nó trong nước sôi 10 phút cho đảm bảo. Còn đây bịch làm gì mày làm? Bịch đàm của anh Khải ở đây đúng không? Thôi, cái này của tao mày ơi. Để tao tự đem ra lan can tao đốt. Mày đụng vô chi mắt không lay nữa. Rồi bịch rác của anh đâu? Kệ. Để em quăng luôn. Kệ. Rồi đồ dùng cá nhân còn thiếu gì không? Kem bánh răng, xà phòng còn không? Đủ hết mày ơi, có gì thiếu tao nói. Ok, cũng được. Vậy em đi đó nha. Đi. À quên, phải check lại cái triệu chứng nặng đã. Gì nữa ha, Nguyễn Sứ? Phải làm chứ, đúng và đủ đàng hoàng nè. Những triệu chứng nặng: sốt cao liên tục, khó thở, đau ngực nặng, nôn ói hết thức ăn, tiêu chảy liên tục, lư đư, rối loạn chi giác, bỏ ăn, ngủ ly bị không tỉnh khi lay gọi, tay chân lạnh. Ôi trời đất ơi, anh hai đủ hết triệu chứng luôn hả? Tại giờ làm mày chưa? Đi ra ngoài đi. Và anh hai em đi nha, giữ sức khỏe đó. Dạ. Nhớ gỡ khẩu trang với rửa tay đó, mày quên hoài luôn á. Rồi em biết rồi. Chúng
chúng ta đã được nhìn thấy lại phương pháp cách ly tương đối một cách chuẩn mực. Đó là người anh, bệnh nhân lao, được sắp xếp ở riêng một phòng thoáng khí, tách biệt hoàn toàn với gia đình và cộng đồng xung quanh. Và người anh đã theo đúng lời dặn của bác sĩ, ở lại đó trong vòng 2 tháng, hoặc là cho đến khi đàm của người anh không còn tìm thấy vi trùng lao nữa. Tiếp theo, thì người em ngay trước khi bước vào phòng đã nhắc ngay anh mình về việc đeo khẩu trang để hai anh em cùng đeo. Và mọi đồ dùng của người anh là đồ cá nhân, được người em cung cấp đầy đủ, không dùng chung với những thành viên còn lại trong gia đình. Những đồ dùng cần bỏ đi thì đã có bao rác của riêng bệnh nhân được cột kỹ và người em đem đi bỏ giùm. Còn quần áo của bệnh nhân thì phải dùng lại, cho nên người em đã lấy đi nấu với nước sôi trong 10 phút. Còn đàm của bệnh nhân thì được bỏ vào trong túi riêng để đem đi đốt. Và ở đây chúng ta thấy rõ luôn là người anh đã hết sức kỹ lưỡng nói em mình không được đụng vào đàm, mà phải để đích thân mình đem đi đốt. Sau khi tiếp xúc thì người anh còn cẩn thận dặn dò em mình là phải bỏ khẩu trang và rửa tay sạch sẽ. Còn về nguyên tắc số 2 thì rõ ràng chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được qua tinh thần tích cực của video và sự yêu thương trong từng lời nói, khiến cho người xem còn phải ấm lòng chứ đừng nói chi là người trong cuộc. Thì rõ ràng là cách ly tương đối, chúng ta được quyền tiếp xúc mà. Chúng ta có thể thăm bệnh nhân một lần mỗi ngày, có thể nói chuyện với người bệnh để cho người ta thấy là mình vẫn nhớ tới người ta mà. Thậm chí là người em ở đây còn mua bánh cho người anh nữa. Ở đây chúng ta còn thấy sự quan tâm bằng những lời hỏi han người bệnh có thiếu gì không để còn cung cấp, và quan tâm bằng cả hành động như người em tự động mở cửa sổ cho anh hai của mình. Và ngay từ đầu tiểu phẩm chúng ta đã thấy người em liên tục động viên anh mình để tiếp tục điều trị và nhắc cho người anh nhớ về những điều tích cực, về một tương lai tốt đẹp khi mà đàm đã âm hóa thì không còn khả năng lây nữa, người anh hoàn toàn có thể được thả ra và lại thông dong khắp phố phường. Và có một điều rất quan trọng nhưng là dễ thực hiện vô cùng, đó là tiếng cười tràn ngập tiểu phẩm. Quý vị thấy đó, những điều vừa rồi có dễ thực hiện hay không? Bảo chắc chắn là những hành động này không thể làm khó được ai cả. Để làm được đầy đủ và chính xác bất kỳ một điều gì thì chúng ta nên có danh sách bản kiểm. Trong tiểu phẩm, chúng ta đã thấy người em có một danh sách như vậy, ghi là 10 điều chăm sóc bệnh nhân lao, dán ở trên cánh cửa phòng của người anh, và người em đã đọc lại nó trước khi bước vào chăm sóc anh mình. Và nó ở đây. Quý vị cũng có thể làm được điều tương đương bằng cách là chép lại 10 điều đã hiện lên ở phía bên cạnh bảo đây, để có thể sẵn sàng tiến hành chăm sóc bệnh nhân lao. Quý vị nên thực hiện theo đúng thứ tự này để tránh bỏ sót. Trong đó, 1. Đeo khẩu trang trước khi bước vào phòng, trước khi tiếp xúc với bệnh nhân lao. 2. Cười thật là tươi. Cho dù quý vị có đeo khẩu trang đi chăng nữa thì người đối diện cũng dư sức nhận ra được nụ cười của quý vị. 3. Hỏi thăm sức khỏe hiện tại của bệnh nhân. Nhớ lấy bản xác nhận chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân ra để nhắc cho chính mình nhớ những triệu chứng ban đầu của bệnh nhân, để hỏi coi những triệu chứng đó có nặng lên hay không. 4. Kiểm tra những triệu chứng nặng như đã được liệt kê trong chính bản xác nhận đó, gồm có sốt cao liên tục, khó thở, đau ngực nặng, nôn ói hết thức ăn, tiêu chảy liên tục, lừ đừ, rối loạn tri giác, bỏ ăn, ngủ ly bì, lay gọi không dậy, tay chân lạnh, vân vân. 5. Động viên người bệnh cố gắng điều trị cho tốt. 6. Chăm sóc cho bệnh nhân, trong đó quan trọng nhất là hỗ trợ cho bệnh nhân khạc đàm đối với bệnh nhân lao phổi và viêm phổi, và rửa sạch các vết thương, đặc biệt là vết thương có mủ. Rồi sau đó sẽ lấy tất cả giấy, gạt, khăn có dính đàm và dính mủ đem bỏ vào túi riêng để đốt. 7. Kiểm tra lại lượng vật dụng cá nhân của bệnh nhân coi còn hay là hết, nếu hết thì mình đi mua thêm cho bệnh nhân. 8. Kỹ lưỡng hỏi bệnh nhân có cần gì thì mình cung cấp. 9. Vệ sinh phòng, thu gom quần áo dơ và rác thải của bệnh nhân. 10. Là rời khỏi phòng, rửa tay và vệ sinh thân thể. Nếu được thì vệ sinh toàn thân một cách sạch sẽ, đem những quần áo vừa mặc khi tiếp xúc với bệnh nhân giặt sạch, phơi nắng, hoặc là phải nấu với nước sôi trong vòng 10 phút. 10 điều vừa nêu thì quý vị hoàn toàn có thể dễ dàng chép lại vào giấy rồi dán lên trên cửa phòng để nhắc nhở chính mình thực hiện theo cho chính xác và đầy đủ, giống như người em trong tiểu phẩm đã làm vậy. Vậy là đã kết thúc video của ngày hôm nay.
Bảo mong là với một danh sách đầy đủ 10 điều chăm sóc bệnh nhân lao cùng với lại một tiểu phẩm vui vẻ mô phỏng là cách thực hiện thì quý người nhà bệnh nhân đã có thể tự tin hơn khi chăm sóc bệnh nhân lao. Vừa bảo vệ bản thân tránh bị lây, vừa có thể đảm bảo trở thành nguồn hỗ trợ to lớn và là động lực để cho bệnh nhân hoàn thành điều trị của mình. Quý vị hãy cùng theo dõi những tập tiếp theo của dự án tư vấn về bệnh nhân lao bằng cách theo dõi Facebook Nguyễn Lê Bảo, theo dõi fanpage Bác sĩ Tử Tế, đăng ký kênh YouTube Bác sĩ Tử Tế. Và đừng quên đặt câu hỏi cho Bảo cùng các cộng tác viên chuyên môn bằng cách nhắn tin vào Zalo theo số điện thoại này hoặc là comment trực tiếp ở dưới post này. Khép lại việc chăm sóc bệnh nhân lao ở đây. Cảm ơn quý khán giả đã coi đến cuối video này. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 3. Chúng ta sẽ cùng đến với một phần kể chuyện khác. Câu chuyện về lao trẻ em, một đối tượng mà ai cũng quan tâm, và lao tiềm ẩn cùng với lại nguy cơ bùng nổ bệnh lao trên thế giới. Còn bây giờ, chào tạm biệt quý vị.